Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nha. Có đám mây bay rất cầu vồng, cây và hàng rào này, những bông hoa. Hãy cùng tô với mình nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy.
các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.